rồi. Nấu xong bỏ hành vô gấp cá ra nha các bạn. Cứ mưa hành lên cá nha bạn. Ồ, nó thơm. Thơm không? Thơm. Quá cháy luôn. Quá trời thơm luôn. Nhìn nó hấp dẫn vô cùng. Còn rồi bây giờ mình ăn thôi. Bây giờ mình ăn cháo nha các bạn. Sẽ cho vô miếng gạo đắng chén. Gạo đắng này. Chào cả nhà. Bây giờ mình ăn cháo gạo đắng cá lóc luôn hả? Em ăn dao không? Không chứ. Em ăn thì em gấp dao đi anh múc cháo cho. Mà cháo mình bỏ lên bếp luôn nha bạn. Cho nó nóng nên mình mới trụng dao được. Em nhúng ruột gắt ngao vô. Để đi, họ tự lấy nhiêu vô gì. Nó gì nó mất gì đó hả? Ồ, cá lóc nó đã rồi nè. Rồi. Cái mâm này nó hơi quay nha. Hồi chắc quay đắt luôn quá. Rồi em bỏ tiêu vô nó nè. Mình gặp cái đám rau đắng cái kia vợ mình bắt con cá mặn nấu cháo nha. Quá trời rau đắng ngon nó xanh. Rau đắng rồi cả nhà. Ờ, nó mát. Đây rau đắng đây. Ủa, nó thơm gì đâu không anh. Ừ. Tiêu cháo rau đắng thơm quá. Cho vô miếng nước mắm nó thơm. Quá trời đã luôn. Bốc khói thế nào. Tiêu mình rồi. Quá ngon. Tiêu mình rồi, quá trời nóng. Cháo mà ăn với rau đắng là hết bài luôn. Nó thơm. Cái này mà có thêm một sĩ đế nữa là ấm dữ lắm rồi. Tham lắm, khoái lắm. Thôi anh sĩ đế đi, em gấp cá măng. Cá lóc nè cả nhà. Ngon quá. Cháo gạo đắng ngon khỏi ăn cá. Ngon ngọt cá luôn. Quá gió quá chó rồi. Gió nó đẩy bụi trong lò á các bạn. Bài mịt mù. Bài mịt mù cho nó. Không có gió thì nó mịt, mà có gió thì quá chó quá chịu quá đất bụi. Anh mỗi lần mà gặp cái đám rau đắng là anh hái về là anh nấu keo cá rồi. Nó nóng. Khỏi rồi rồi đó. Này, cả nhà ăn cá lóc nha. Đúng rồi. Hết bài luôn. Nó lửa quá rau đi rồi. Chút xíu anh ăn hết mầm gạo đắng rồi mình. Nói ăn gì vừa thôi chữa miếng em ăn cá khoai với được. Nó gạo đắng ăn đắng rồi bỏ rồi có đắng rồi. Thơm.
nó giòn vậy ha. Có người ta ăn được, có người ta ăn không được. Cái rắn này ăn mát lắm á. Như mình giờ đắng mình với giờ đắng biển phải ăn nào? Mình thấy giờ đắng biển nó ít đắng. Vô đắng đồng. Rắn biển cộng bự cứng nhắc. Nó ngon. Giờ đắng đồng nó chỗ từ Tết này cho tới tháng 1 qua tháng Giêng là hết chỗ rồi. Là nó chỗ bông nó già rồi. Hồi sáng ha, anh rủ mình đi gần Tết này thì nó lụm trứng vịt đồng. Nó tốt. Nó vui thiệt là vui nhưng mà không có trứng nha. Không có được 2 trứng đó. Nãy lụm một vịt đó, bây vịt đó lụm được 2 trứng. Ngon. Cái tại mình lụm trễ rồi cái chủ chạy trứng vịt đó nó lụm mất tiêu rồi không có sót lại nhiều quá thôi. Rồi giáp mình ruộng luôn mới được 2 trứng vịt. Mới đầu á mình đi lụm á mình cũng sợ người ta la lắm, người ta gầy tại vì vịt của người ta mà. Nhưng mà không nha các bạn, với mình tây miền Tây mình thoải mái lắm. Người ta không có la. Thôi tại vì đi giống như kiểu mình đi lụm mót á, mình có mình xin người ta, mình gặp người ta mình xin người ta ăn tiết á, người ta mới là để cho mình lụm. Nhưng mà mình lụm cũng vài hộp thôi nha bạn, mình lụm nhiều quá cũng tội nghiệp người ta, công của người ta nuôi rồi người ta chăm rồi người ta dăng rồi đó. Mình lụm ra mình lụm cho vui thôi nha, lụm nhiều quá tội người ta. Quá ngon, đầu bếp này nấu càng ngày càng lên tay vậy. Quá nóng. Còn em chỉ nói nhúng rau vô, nhúng rau nhiều vô là nguội rồi. Ừ, nó nóng. Mình quay clip nha bạn. Con gái mình dân giống ngồi kế bên mà nó nhăn mình nhìn thấy mình tội nghiệp luôn á. Mặt kìa. Khóc luôn. Cho con quay cũng được nữa mà tại vì hả nít đó ăn đồ nóng nữa nó chầm chờ mình sợ phỏng nó quá à. Thôi mình không cho con quay, mình để cho con ngồi giống cái bên, mình đợi nào cho cháu ngồi mình đút con. Ăn không, lại đây cho Trang nè. Lại không con? Dạ. Ăn không? Ăn không xuống rồi lại đây cho Trang nè. Tuổi thân lắm các bạn. Đi lại đây, mang dép vô lại đây. Xuống đi con. Chén cháo con cho múc ra nguội kìa. Đi đây. Dép vô đi con. Là không xuống được. Không xuống được. Leo giỏng người về xuống không được. Em lại thả nó xuống nha. Cháo là phải cho miếng tiêu với thêm miếng nước mắm ớt nữa các bạn mới ngon. Chào ông bà cô chú à. Rồi đi chơi màu vậy mặt xanh chanh nè. Chét thì vô mặt không? Bà cô chú nha, vô tay vô ăn rồi nha. Ôi, ngọt thơm thiệt. Muốn gan lấy đây. Không quá. Chút tay chút tay. Đúng rồi, trời giỏi quá. Nè thứ mấy? Phân tay là phân bằng nó đi. Đi bằng lại không? Đi bằng giống chan nè. Rồi, tay khỏi chiếc nha.
Ngày thứ bảy tay được nghỉ hả? Dạ đi. Nhiệt thế. Rồi gặp lấy muỗng đi. Gì ạ? Để nhà ăn cá nha. Tiền cá không ta? Tự thổi tôi ăn em. Con quỳt đó anh sao nó đi đó rồi. Đi ăn lúa rồi. Quỳt nó đi ăn không con? Cho con một cái cá đi. Sao nhát hả? Để chăm quay cái mầm là cho con một cá. Wow. Thấy ngon chưa? Nè, ôm cái đây rồi mẹ.